Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay anh em bắt đầu vào chỗ này để ngắm cảnh nhá. Đây, cảnh cực kỳ đẹp luôn. Đây, chú chó đây nhá. Đến nơi này là nơi mới mà cú lần đầu tiên được bước vào khu rừng này. Để đưa anh em vào xem mấy chú chó săn của cú nhá. Đấy. Đây, có đàn chó của cú đang sủa ầm này đây này. Hôm nay mang con vẹn này đi tên nha. Kìa. Con này rất là hàng đi rồi anh em ạ. Có phải hiêu không? Ở đây hiêu về đến đây không? Ở đây có hiêu không? Ui, đây có khả năng là cả hiêu rồi đó. Cày đâu? Đâu, xin chào tất cả các bác nha. Nay mình đang cho chó vào tìm mùi. Đấy, đang theo mùi đây. Đấy, con kia đang theo mùi đây. Chu. Chu kia chu. Chu. Đây con chó mới mình nhá. Ở đây đang có mùi nhá. Chu. Chu chu chu. Chu chu. Chu. Anh Long ơi. Anh Long ơi. Đi đưa đi lóng nào ơi. Đi ngang sang à? Chu. Chu. Con vẹn đang theo hơi bên kia rồi. Con vẹn đang theo hơi đi sang bên này sao à? Thả rồi. Con đa vừa chạy qua đây. Đây nó theo hơi bên kia vào đây à? Chú. Con vẹn. Chú piao chú. Chu. Để xem. Về khu này hết rồi. Chu. Bây giờ đi hướng nào đây? Đi hướng nào đây? Chó nó theo hơi nha anh em nhá. Chu. Chu. Chắc là đi qua bên đấy thật là gió mới đó. Ờ. Chu. Thế con chó mình đang theo hơi nha anh em nhá. Chu chu. Để xuống kìa. Chu 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 chu. Xuống kìa. Ê vẹn nhá đây nhá. Chu. Nhanh lắm. Đi đấy. Nó nằm bác hơi lạnh đây. Cả của nó đi theo nhau nữa nha. Ui. Đi mình không kỳ luôn. Thấy gió mới là nó theo như là dậy nha anh em nha. Chú. Chu.
Ô, sủa đi đâu à? Ô, đi sang đấy rồi. Mẹ chó mình. Chó theo hơi lạnh, phải như này mình gọi là chó theo hơi lạnh như anh em. Chú. Nhìn nhìn. Tí sẽ dậy luôn nha. Chú. Cái thằng chó đó. Chú. Hả? Chú. Chú. Ô, hôm qua nó ăn ở đây xong rồi. Đi lại đây rồi. Đây à, để nó quay một lúc xem mình cứ nghe đâu. Chó đang tỉ hơi đây. Đấy con kia sủa đây à? Su! Hôm qua nó ra ăn ở đây. Hôm qua nó ra ăn xung quanh này này. Con vẹn đang sủa đây này. Su! Su! Đi qua đây rồi. Con vẹn qua đây rồi, qua đây rồi. Con vẹn chạy đi trước rồi mà. Su! Vẹn theo giờ. Vẹn chính xác thật. Su! Con vẹn đi trước là con vàng cứ bám theo sâu thôi. Xu. Cái chó bắt được sủa căng rồi nhá anh em nhá. Đây. Nó đang tìm đi tìm lại, không có nó ra ăn ở đây. Đây anh nhìn này. Có vàng chạy đi theo nó có vẹn rồi. Nên nghe hướng con vẹn đi đâu à. Chạy đi theo luôn. Xu. Ô. Cả cái con móc của mình cũng tỉ ao lắm rồi, chắc nó cũng gần đây rồi. Xu. Chắc nó ngủ gần đây rồi. Anh vòng xa một tí nữa mà vòng đâu anh. Anh cứ cạy em xa đi. Ồ em xa đi chó, anh cứ cạy em xa xa một tí. Chắc nó ngủ gần đây rồi. Anh cứ để ý vào. Khi chó sủa căng là anh để ý vào. Chú. Nhìn cái chó đang nó giống với anh em. Chú. Đấy, con của mình ngửi thấy mùi nữa. Chú. Đây anh em nhá. Chắc ngủ con quần này đâu. Chó bây giờ đang nấu mùi. Lít lên. Nó mới giấu à, để nó quay lúc. Cứ nghe để ý đi. Nếu khu này chó tịn át lắm á. Hôm qua giấu nó đã ra ăn nhiều quá anh em ạ. Thấy chó lại bắt hơi trên này à. Đây anh em nhá. Vậy là bắt hơi đây. Giờ đến cái chỗ này quá. Đây cũng gần nước mùi. Xu. Anh em nhá. Đây này. Nó chuyện này. Vậy đi trước anh nhá. Xu. Đây, con móc của mình kìa. Xu.
Chua. Vậy là ta hơi đây anh em. Chúc. Có dấu đi nhiều quá. Chú. Con mốc của mình. Chú. 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 Hãy bắt được hơi sang bên này nhé. Chó đuổi dáng đây. Mẹ ơi. To thế. Đấy, anh em yêu cầu chó đuổi dáng kia. Này. Dạ. Dạ. Đi để thú lại đi gà con rắn thì mẹ lại giờ hơi đây em nhìn thấy chưa, thế nó hết rồi, đứng hết mấy đoạn rồi. Đây đi về. Thôi, video ngừng lại tại đây nhé. Xin chào tất cả các bác nhé. Sụt đá sụt. Bèo sụt. Bèo sụt. Bèo sụt. Bèo sụt. 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 Chú. Mời giúp mời anh em ạ. Anh em nha, chó bắt đầu căng rồi nha. Chú đi dậy lại anh em nha. Dậy rồi. Dậy rồi anh em ạ. Chú xuống căng lắm ạ.
Dậy thôi. Sao? Dậy thôi. Để định nhá. Nổ rồi. Nổ rồi. Nổ rồi. Chua! Chua! Nổ rồi, không biết chúng không? Chua! Anh em bán rồi nhá. Vết to nữa. Chị bắt chó chị chó. Sáng nha. Chua. Chả biết chúng không? Mày sao chết sao tắt thở? Chỗ này nghe chó rồi. Tao đang đuổi dưới này nha anh em nha. Ở đây. Đi hướng nào đây? Chắc đeo chúng rồi. Một tiêu à?
Chó đuổi xuống rồi, biết đường xuống không? Ai biết đường thì xuống rồi. Anh Long ơi. Chó đuổi càng nữa nha anh em nha. Anh Long ơi. Đi đường nào ơi. Cái phân này, này. Theo điều. Con này tí là chạy ra khu cấm để điện điện chú ra đấy đó. Chú. Ồ, mẹ đéo về, chắc là con mới rồi, đéo phải con cũ đâu. Nó cái ba hơi kiểu này là. Phải con mới không? Phải, tí lại dậy. Nó đi dạo đây. Tí gì đấy xem nào. Nó bắt được mùi phát nó lại theo. Con chó theo hơi ô đây là dấu cứ dê hay là cứ đéo cứ hiểu cứ dê nhớ không là cái con dê đấy đây này kìa hôm qua nó ra ăn ở đây này đây kìa hang đóng rồi chó bắt đầu ba hơi lạnh rồi chu 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 quay rồi những cái thứ đó. Chú. 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 Mẹ nó ra không còn nó ra ăn xung quanh này này. Chú. Chú. Nó ngủ gần đây rồi. Chú. Ây à, tí lại dậy luôn á. Để ý nhá, để ý một tí cho sủa phát cho tiền ra làm. Vay luôn. Ra ngoài kia cũng không có đường mà đuổi ra kia lại vòng lại mà. Chú. Nên là tí như dấu hôm qua đấy. Cứ người đấy đi xuống ngoài này xem dấu đấy. Anh em nha. Cho nó theo hơi đây. Hôm qua nó đi dạo đây nha. Mẹ đuổi con kia. Mẹ cá buổi sáng từ buổi sáng đến giờ lại mất đều. Hiểu quá đây. Nên là theo rất là khó.